Nhân xin chào cô chú anh chị mình nhé. Hôm nay trong video này Nhân sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một lô với cái vị trí rất là đẹp nha, gần công viên Bạch Huy Quang. Nhân đang chạy ở cái hướng là đường trục chính TC4. Cô chú anh chị mình chạy vừa hết công viên Bạch Huy Quang, mình rẽ bên tay phải là đường trục chính TC5 nè. Rẽ trái đường D22 nha chú anh chị. Rồi, đã tới cái vị trí của lô đất của mình. Vị trí rất là đẹp. Nó sẽ từ cái căn nhà hiện tại này, nó qua là 4 mét nha. Và sâu vào trong là 19.23. Tổng trong sổ của mình là 77 mét vuông. Vị trí rất là đẹp. Nó nằm kế bên ngã ba, kế ngã ba nha, nhưng không bị đâm đường. Hay cái đó. Thì khi mà một cái lô đất nó như vậy đó cô chú chị, nó sẽ được một cái là nó sẽ rất là thoáng, rất là thoáng cái lô đất của mình. Đó, đây là cái tầm nhìn ở trước. Đây Nhân đứng ngay trong cái vị trí trước đất của mình, tức là mình view ra. Đây, nó như thế này đây. Đó, mình nhìn qua bên đây, nó cái đường kế bên mình mà không có đâm đường ha. Lô đất của mình thì cái lòng đường ở trước lô đất là thảm nhựa 6 mét, vỉa hè được một cái là 3 mét. Mình sở hữu cái vỉa hè 3 mét thì nó sẽ rất là rộng rãi để cho cô chú chị mình thoải mái để đậu xe hơi nha. Thì chẳng hạn như là mình xây nhà thì bắt buộc mình phải chừa 2 mét rồi, thì phía trước đó mình có thể làm thêm một cái mái che ra nữa để mình để xe hơi trước nhà mình luôn. Còn không thì mình vẫn có thể thiết kế để mà mình để xe hơi vào trong được, tại vì nó tới 4x19 là 4x19 thì mình bỏ xe hơi vào trong trong cái sân trước luôn, thì nó khoảng mất khoảng 4 mét đi, thì mình vẫn còn lại 4x15 thì mình thoải mái để mà mình xây lên một lầu. 4x15 mà mình xây lên một lầu hoặc là hai lầu vậy đó. Một lầu là mình được 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ. Còn nếu mình xây hai lầu thì 4-5 phòng ngủ thoải mái vô tư, rồi sân thượng trước, sân thượng sau, làm sân phơi này kia, nói chung là đầy đủ hết cho chú chị mình. Và cái vị trí mình là một cái đường dọc này cũng là một cái đường chính, tại vì mình đi thẳng vào trong là cái quỹ đất của khu VIP Land, khu điện âm á. Còn mình đi thẳng vào trong nữa, cái quỹ đất trong đó thì sau này là công ty chủ tư Cát Tường họ sẽ mở rộng tiếp tục cái dự án của mình, cho nên là nếu như mà họ mở ra thì đây là một cái con đường huyết mạch để mà đi vào trong cái khu dân cư ở trong, cho nên là sau này sau vài năm nữa thì cô chú anh chị mình có cơ hội để mình có thể là buôn bán sinh sống tại căn nhà của mình luôn nha. Và Nhân nói một chút xíu về cái phần giá của cái khu này, mà thôi bây giờ Nhân không nói, nhưng bây giờ Nhân chỉ nói giá của cái lô này thôi. Còn cái giá kia thì cô chú anh chị mình, nếu mình đã từng biết cái dự án Cát Tường Phú Sinh cũng như từng tham khảo rồi á, thì mình sẽ biết được những cái vị trí đất mà nó gần ở cái mé công viên Bảy Kiều Văn Thế Giới ha, là mình sẽ biết được cái giá hiện tại bao nhiêu. Và cái lô này mình cảm giác là vị trí nó có ưng hay không, với lại cái giá nó hợp túi tiền của mình hay không, thì lúc đó mình sẽ tự quyết định nha. Hiện tại chủ đang gửi Nhân với cái giá là 1 tỷ 150 triệu, 1 tỷ 150 triệu, vẫn còn thương lượng bất lọc đâu chú chị mình. Về cái phần thương lượng như thế nào đó thì Nhân sẽ trực tiếp gửi số điện thoại của chủ qua cho cô chú chị mình, mình sẽ thương lượng với chủ luôn, chính chủ luôn cho nó dễ. Nó từ vị trí của mình mà đi qua, đi ra ngoài công viên Bảy Kiều Văn Thế Giới nó khoảng chừng 100 mét thôi. Ở đây nhìn ra mình thấy nè chú chị, rất tiện lợi ha. Rồi mình ngắm nhìn lại một lần nữa cái vị trí lô đất của mình. Đó, ở đây là trong của mình. Lô đất của mình là nó hướng đông nha chú chị. Ô chú chị đang thuộc khu mạng Đông Tứ Trạch là sẽ mua được cái vị trí lô đất của mình. Đây, nếu mà từ trong mình đứng ra nó như thế này,
Rồi, cảm ơn cô chú chị rất nhiều đã dành một chút thời gian theo dõi video của nhân. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi được nhiều video sau nhé. Còn bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình ở những video tiếp theo.